quý vị và các bạn, năm nay giá cà phê tăng cao. Chính vì vậy, đến thời điểm thu hoạch cà phê, người nông dân hết sức lo lắng bởi tình trạng trộm cắp cà phê diễn biến phức tạp, đặc biệt là đối với những vùng trồng cà phê xa khu dân cư. Mới đây, một hộ dân tại xã Đạ Sa, huyện Lạc Dương đã bị mất trộm trên 420 cây cà phê với sản lượng gần 800 kg. Với thủ đoạn lợi dụng các vườn cà phê gần nhau để hỏi thu mua cà phê tại vườn, rồi sau đó mua của vườn người này hái lan sang vườn bên cạnh. Nếu bị chủ vườn phát hiện thì biện minh là hái nhầm. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Anh Lê Xuân Giang, chủ vườn cà phê với diện tích trên 4 sào tại thôn 5 xã Đạ Sa, là giáo viên của trường trung học phổ thông Đạ Sa, huyện Lạc Dương, nên không có nhiều thời gian để trông coi vườn của gia đình. Mấy ngày trước, khi lên xem vườn cà phê đang chín để gọi nhân công đến thu hoạch, thì anh Giang phát hiện hàng trăm cây cà phê của mình bị trộm hái gần hết. Anh Giang cho biết, trước đó các đối tượng này vào vài người mua cà phê tại vườn. Chúng gọi người đến thu hoạch, đa số là người nhà, sau đó tổ chức cảnh giới để hái lan sang vườn bên cạnh. Đặc biệt, chúng chỉ hái ở giữa vườn, những góc khuất tầm nhìn để tránh chủ vườn cũng như người dân địa phương phát hiện. Vườn thì mình đi xuống khoảng 15 cây cà phê á, thì vẫn bình thường. Nhưng mà khi mà mình xuống một khúc nữa thì bắt đầu thấy ca phát hiện bị mất trộm. Thì lúc đó mình cũng lên hỏi cái nhà bên cạnh coi thử có hái nhầm không ấy. Thì sự việc thì họ cũng không có nói là hái nhầm. Thì lúc đó mình mới trình báo lên cho công an xã. Bên công an xã có xuống kiểm tra hiện trường. Thì họ nói là bây giờ gửi để tiếp tục để điều tra. Mà thời gian trải qua thì đã từ ngày 16 tới giờ, ngày 17 tới giờ họ tiếp nhận hồ sơ cho tới giờ thì cũng có lên làm việc một lần với công an xã rồi. Thì họ cũng nói là giờ cứ phải đi tìm bằng chứng và vẫn điều tra cho mình. Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, theo một số người có kinh nghiệm trong thu hoạch cà phê, thì khi hái trộm cà phê, các đối tượng sẽ thực hiện hành vi rất nhanh, những cành cao sẽ bị bẻ. Bên cạnh đó, hái cà phê không đúng quy trình kỹ thuật sẽ dẫn đến giảm năng suất của niên vụ tiếp theo. Thì mình hái cái cà phê nhà mình á, thì mình tuốt ấy, thì nó không đâu cần cà phê mấy. Thì người ta tuốt trộm, người ta tuốt lung tung á, thì nó bị đâu cần cà phê. Đến vụ tiếp theo ấy, thì nó đâu cành thì nó lại ra trái lại ít. Điều đáng nói hơn, sau khi phóng viên liên hệ với trưởng công an xã Đạ Sa và công an khu vực của huyện Lạc Dương để tìm hiểu sự việc trên, thì được trả lời, thời gian qua trên địa bàn chỉ xảy ra vài vụ mất cắp cà phê nhỏ lẻ, không đáng kể, và viện lý do đang bận đi họp và giải quyết công việc khác. Làm việc với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đạ Sa, được trả lời do không được báo cáo nên không biết sự việc trên. Được biết, ngoài gia đình anh Giang, đến thời điểm này ở xã Đạ Sa đã xảy ra khoảng 10 vụ mất trộm cà phê, được người dân trình báo đến ngành chức năng chính quyền địa phương. Thiết nghĩ các ngành chức năng chính quyền địa phương cần tích cực vào cuộc để ngăn chặn kịp thời tình trạng mất cắp cà phê như hiện nay. Chuyên kinh doanh các mặt hàng tân dược, dụng cụ y tế và thực phẩm chức năng phân phối cho thị trường Nha Trang, Đồng Nai, các tỉnh Tây Nguyên và trong tỉnh Lâm Đồng. Kiểm tra tại kho hàng và làm việc với lực lượng chức năng, ông Sơn đã cung cấp các giấy tờ liên quan như...